it's a labor day. So I make some mushroom. Fried up mushroom and heavy green sauce. Mushroom and the bread. It's labor day, so outside the people go to the park. Canadian people ở đây là hôm nay là ngày để lao động, mọi người đi chơi ở ngoài cấp trại chơi hết trơn hết rồi, mình chỉ ở nhà thôi. Ở thành phố vắng lặng, mình chỉ ở nhà mình nấu món nấm, nấm rơm, nấm 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 chiên với teriyaki sauce. Để ăn với bánh mì ngon không các bạn? Mời các bạn ăn hủ tiếu sườn kiểu nấu của Canada. I'm making spring rolls. Really? Are you all right? Yes. Chicken, pork, carrots, onions, mushrooms. No mushrooms. Okay. Onion. Green onion. No green onion. Shallots. Shallots. Garlic. Sam cuốn chả giò đó các bạn.
Good night, everybody.